Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa có thông báo gửi đến các hãng tàu và khách hàng về lộ trình ngưng thực hiện một số dịch vụ tại cảng Tân Cảng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đầu trong việc chuyển đổi cảng Tân Cảng sang công năng mới từ giữa năm 2015. Lộ trình ngưng thực hiện dịch vụ tại Tân Cảng sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm nay đến tháng 5 năm 2015. Theo đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ ngưng tiếp nhận container rỗng hạ tại cảng Tân Cảng kể từ ngày 1 tháng 7 và rút toàn bộ hàng ra khỏi một số kho nội địa của cảng trước ngày 20 tháng 8. Dịch vụ đóng hàng sẽ bắt đầu ngưng từ đầu tháng 10 năm nay đến hết tháng 3 năm 2015, thì chuyển toàn bộ hàng nhập và xuất tại kho CFS Tân Cảng vào kho CFS của cảng Cát Lái. Toàn bộ hoạt động dịch vụ kho bãi của Tân Cảng sẽ ngưng vào tháng 5 năm 2015 để trả lại mặt bằng cho quân chủng hải quân, xây khu đô thị mới đa chức năng theo quy hoạch của thành phố. Trước đó, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu phức hợp tăng cảng Sài Gòn có diện tích hơn 400.000 m2, quy mô dân số dự kiến lên đến 16.000 người. Đây là khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, bao gồm khu nhà ở, văn phòng, khu trung tâm thương mại, khu văn hóa và giải trí.